lật khúc trái đất, mà lật khúc trái đất là nó phải tầm xuống dưới đây chứ. Vậy người ta mới gọi là máy bay, nó dùng phản lực để nó bay lên chứ bụ. Thì lời đâu có kêu là lật khúc trái đất. Cái gì? Mất gì lại kêu là khúc trái đất, trong khi mà lại thả cái bút xuống lại kêu là lật khúc trái đất nên là nó bị rớt xuống. Mà giờ máy bay đang bay trên trời, lật khúc trái đất là bị rớt xuống dưới đất chứ. Chứ nó đâu bay lên trời hoài đâu. Thì đó. Rồi sao? Rồi tại sao nó lại nó đang bay mà lại kêu là lật khúc trái đất? Ủa chứ mày nhảy lên, mày đang nhảy lên rồi mày có bị hút trái đất không? Có. Nếu mà không bị lật hút trái đất thì mày phải bay lên nữa chứ. Ừ, đúng rồi. Hiểu ý không? Mày cũng đang bay mà. Mới đang bay nhưng mà vẫn bị lực hút của trái đất, nên nó mới dùng hai cái động cơ nó mới đẩy lên được chứ. Máy bay có động cơ, còn mày thử mày nhảy lên coi. Mày nhảy lên coi có rớt xuống đó không? Gãy chân gãy tay sao? Nói phải suy nghĩ chứ. Đọc đi. Một cái ấm nhôm khối lượng nhiêu? 400 gram nhớ, M nhôm. Đổi đơn vị. 400 gram đổi qua đơn vị đi. 0,4. Chia bao nhiêu? Chia 1 ra 0,4. Tiếp. Nước, khối lượng của nước đi. Hồi nãy nói rồi. Một lít nước là bao nhiêu kg? 1 kg. 1 kg, 1 kg vậy là nhiêu? 1 kg. Nhiệt độ 24. Nhiệt độ đó là nhiệt độ thứ mấy? Thứ nhất. Thứ nhất bao nhiêu? 24 độ C. Tiếp. Nhiệt lượng tối thiểu cần thiết, tối thiểu là ít nhất á, để đun nước sôi. Đun nước sôi thì T2 bằng nhiêu? T2 bằng 100. Tại sao vậy? Tại vì nước sôi là 100 độ C, người ta quy ước nhiệt dung riêng của nước. Nhiệt dung riêng của nước đi nhiêu? 4200. Nhiệt dung riêng của nhôm? 880. Rồi đọc công thức quy bằng. Quy bằng M nhân C nhân ΔT. Quy đơn vị Joule. M kilogram. C kilogram. Joule. Joule sẹt kilogram nhân Joule. K kilogram chấm K. Đến ta T. Nhiệt độ, độ C kilogram nhân K. Độ C. Bắt đầu quy. Quy của nhôm áp dụng luôn. M nhân C nhân delta T. M đâu? Nhiêu? 0,4. Nhân. Nhân 880. Nhân. Sao chữ đầu? 100 trừ 24. Bấm máy tính. Đơn vị joule. Dạ nhiêu? Đọc số chậm á. 28. Đọc 28 tiếp. 8160. 160. Đúng chưa? Đúng rồi. Quy nước. Đã số dài thì đừng có đọc kìa, ngàn gì hết á. Bao nhiêu? M nhân C nhân delta T. M 1 kg. Nhân. Nhân 4200. Nhân. Nhân 100 trừ 24. Bấm. Ba ba sáu không 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 bắt đầu. Muốn tìm gì, nó kêu gì? Nhiệt lượng tối thiểu cần thiết thì muốn đun nước cho nó sôi thì cái ấm nó phải phải nóng chứ. Cái ấm phải nóng chứ, làm gì cái ấm mà nó sôi. Cái ấm nó nóng rồi tới nước nó phải sôi. Nhiệt lượng tối thiểu là quy bằng quy nhôm cộng quy nước bằng. Bấm máy tính. Nhiêu? 364. Đơn vị 160. Joule. Hiểu. Tiếp.